của các con. Chào mừng các con đến với tiết mỹ thuật hôm nay. Các con chuẩn bị giấy thủ công để cô trò mình cùng đến với tiết học nhé. Thiên nhiên, bài ông mặt trời và những đám mây tiết 2. Các con đã cùng khám phá bức tranh mặt trời và những đám mây cùng đến với hoạt động 2. Vậy các con hãy nêu các bước tạo hình ông mặt trời và những đám mây mà các con đã học ở tiết 1 nhé. Các con hãy cùng suy nghĩ nào. Các con cùng xem clip hướng dẫn sau để chúng mình cùng nhớ lại cách tạo hình. Các con sẽ chọn màu mây và ông mặt trời cho phù hợp. Sau đó vẽ hình ông mặt trời và xé nhẹ nhàng theo nét vẽ. Rồi, sau đó chúng mình sẽ vẽ hình những đám mây. Và xé nhẹ nhàng theo nét vẽ. Khi đầy đủ hình, các con sẽ dán một tờ giấy thủ công làm màu nền và sắp xếp ông mặt trời, những đám mây. Thấy hợp lý rồi, chúng ta sẽ bắt đầu dán.
và đây chính là sản phẩm sau khi hoàn thành. Từ giấy thủ công chúng ta có thể tạo được một bức tranh thật tuyệt vời. Chúng mình cùng đến với hoạt động 3, luyện tập sáng tạo. Còn hãy tạo một bức tranh ông mặt trời và đám mây theo ý thích vào vở thực hành. Cô mời các con cùng quan sát một số bài của các bạn. Nhỏ, bài học đến đây là kết thúc. Cô chúc các bạn học sinh thân yêu của cô sẽ có những sản phẩm đẹp.